Dàn đường anh chuẩn bị cho nên ba cây bạch đàn này nha bạn. Cái này nó nằm ngay cái hẻm các bạn. Nằm trên cái đường dây điện vô nhà. Đây là cục đèn các bạn. Cây nào có đánh sơn đỏ là bên điện lực nó đánh sẵn mà. Cái cây đánh gì là nó cắt bỏ hết. Cái đọt của cây thứ tư nó hướng vào đang trước luôn luôn đó. Hả? Cái đọt của cây thứ tư sau đây này. Hoàng cưa bỏ đi. Bấm cái cây ngã ra ngoài đó trước rồi.
quá trời gió mà. Treo cái nhánh này các bạn, nguyên cái đọt đó đó, treo mắt cho nó này. Sao nó qua đây nó ngã ngược qua đây đó nghe. Nó bị cái đọt ở trên đó, nó cản lại đó.
cái đồng nhỏ ở trên nó cản lại đó. Nó bị cái đọt ở trên á, cái đọt mấy bên kia nó cản lại á. Không có bị nó cái đọt nhỏ bên kia nó cản là cái đầu giờ trên kìa, cho nên nó không qua đó. Cái tượng bên kia nó thấy không, cắt cái đọt bên kia, cái đọt cái đầu anh á. Bị kẹt cái nhánh ở trên đó. Cái tượt ở trên bên cây bên kia nó cản lại đó. Nó không chịu cúp qua đó. Không. Toàn tan luôn nghe mà. Ồ, nó vụt con dây trên luôn rồi.
được chưa? Chị chạm bản quốc ngang khúc đó cái nữa rồi này. Chủ yếu đi là cắt ngang khoảng nửa cây nha bạn. Mẹ giống cưa. Cái đó có không sao đâu, nhỏ mà. Ngồi già chuyện dưới á. Chỗ mấy cái cây nãy á. Rồi, xong hết các bạn. Mình xin kết thúc video đây nè. Kia đi về đường này cho nó mau. Thì về đường này đó. Tôi dám về đường này mà. Ừ. Đường này ha. Ờ. Chạy ra kia là xa hơn. Mình xin kết thúc video đây nha bạn. Hẹn các bạn lại video sau nha. Bye bye các bạn nha. Nãy có miếng thiết gì đây cho nên rớt xuống sèn sèn luôn. Cái này hết luôn. Ra ngoài mấy kinh kia đọt nha. Rút cục dây luôn kìa.